Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ chỉ trích Trung Quốc tại hội nghị ASEAN, Nguyễn Phú Trọng im lặng. Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 nói với các đối tác ở Đông Nam Á là Trung Quốc đã lợi dụng thế giới đang bận rộn với đại dịch viêm phổi Vũ Hán để đẩy mạnh những tham vọng lãnh thổ đặc biệt trên Biển Đông. Ông Pompeo đã đưa ra các cáo buộc này trong một hội nghị qua video với Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên của Hội đồng Đông Nam Á. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự cuộc họp trực tuyến ASEAN-Hoa Kỳ về cúm Vũ Hán vào ngày 23 tháng 4. Những tuyên bố mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông chồng chéo với những đòi hỏi của các nước thành viên ASEAN như Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Indonesia và bị Washington phản đối. Hoa Kỳ cũng có sự hiện diện hải quân một cách tích cực tại Thái Bình Dương. Thông tin cho biết, Bắc Kinh đã lợi dụng việc các nước đang chú trọng đến đại dịch để đơn phương loan báo thành lập những quận mới tại các quần đảo và các khu vực trên biển. Đánh chìm một tàu cá của Việt Nam trước đây trong tháng vừa qua và lập những trạm nghiên cứu trên bãi chữ thập đỏ đá Subi. Ông Pompeo đã nói như vậy. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc đưa các tàu chiến đến vùng này để đe dọa các nước đòi chủ quyền khác trong việc khai thác dầu khí ngoài biển khơi. Và hầu hết các bộ trưởng tham gia đều chú trọng đến các vấn đề về y tế, kinh tế và xã hội do cúm Vũ Hán gây ra, một chứng bệnh do virus xuất phát từ Trung Quốc. Và các bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao đổi quan điểm về tình hình dịch bệnh cúm Vũ Hán tại nước của họ, cũng như tin tức và những cách thức tốt nhất đối phó với virus bùng phát trên viễn cảnh y tế cộng đồng. Singapore đã nói như sau: các bộ trưởng ghi nhận về ảnh hưởng của xã hội kinh tế nghiêm trọng của cúm Vũ Hán và Hoa Kỳ cùng làm việc chặt chẽ về một khuynh hướng tiến về một phía trước để giải quyết phục hồi kinh tế sau đại dịch. Và ông Pompeo cũng cảm ơn Việt Nam, Malaysia và Campuchia về những hỗ trợ vật chất trong việc chống virus bùng phát và lưu ý sự hỗ trợ tài chính của Mỹ. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã xuất hơn 35,3 triệu đô la tài trợ y tế khẩn cấp để giúp các nước ASEAN chống virus, xây dựng trên 3,5 tỷ đô la viện trợ y tế cung cấp cho các nước ASEAN trong 20 năm qua. Ông nói và loan báo thêm một dự án mới để thúc đẩy an ninh, y tế qua việc nghiên cứu, y tế công cộng và huấn luyện. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Pompeo cũng nói Hoa Kỳ cũng quan ngại một phúc trình khoa học mới đây cho thấy những con đập trên thượng nguồn của Bắc Kinh đã đơn phương làm thay đổi dòng chảy của sông Mekong, làm nguy hại đến cuộc sống của hàng chục triệu người ở Hạ Lưu, Lào, Thái Lan, Campuchia và cả Việt Nam. Và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 1 vừa qua đã thông báo bày tỏ sự quan ngại đối với việc Trung Quốc đang làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Mekong. Đây là hình ảnh biếm họa của Steffi về Trung Quốc chặn dòng sông Mekong trên thượng nguồn gây ảnh hưởng đến Lào và Thái Lan, Campuchia và Việt Nam ở hạ nguồn. Cụ thể, thông báo ghi rõ dựa theo nghiên cứu của công ty chuyên nghiên cứu về tư vấn IS cho thấy Trung Quốc đang làm thay đổi nhanh chóng dòng chảy tự nhiên của nguồn nước có đổ xuống lưu vực hạ nguồn sông Mekong với sự ngăn chặn dòng chảy lớn nhất xuất phát từ việc xây dựng và vận hành các đập thủy điện lớn. Và nghiên cứu này được công ty Yes tiến hành bằng nguồn tài chính từ chương trình sáng kiến hạ lưu sông Mekong của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo báo cáo, sự tương quan tự nhiên mực nước sông với lượng mưa và tuyết tan ở vùng thượng nguồn sông Mekong thuộc Trung Quốc bắt đầu thay đổi từ năm 2012 khi các con đập thủy điện của Bắc Kinh bắt đầu mọc lên. Khác biệt rõ nhất là vào năm ngoái 2019. Và Trung Quốc đã bác bỏ nghiên cứu này vì tỉnh Vân Nam nước này chịu hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái và trữ lượng nước tại các con đập hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Vì vậy, việc lý giải rằng việc Trung Quốc xây đập trên sông Lan Thương, tên Trung Quốc gọi sông Mekong như vậy, gây hạn hán ở hạ vùng nguồn là vô lý. Sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đợt hạn năm ngoái, mực nước ở hạ lưu sông Mekong giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân ở khu vực hạ lưu. Và do việc dòng chảy từ Trung Quốc xả về hạ lưu bị sụt giảm và mưa rất ít trên toàn bộ các vùng ở hạ lưu sông Mekong, nên các quốc gia thượng nguồn gia tăng khai thác sử dụng nước trên các sông nhánh, thậm chí cả trên dòng chính của sông Mekong. Vì vậy, dòng chảy về vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, chế độ chiều bất lợi hiện nay với hiện tượng nhập mặn, vùng ven biển vẫn thường làm cho mức độ xâm nhập trở nên rất cao, đặc biệt vào tháng 1 năm 2020. Mỹ cũng cảnh báo thói bắt nạt của Trung Quốc và Mỹ điều 2 tàu chiến ra Biển Đông vì việc này. Đây là hình ảnh Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, ghi nội dung ngắn gọn câu nói của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo như sau. Chúng ta cần thấy rõ là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang lợi dụng lúc thế giới tập trung vào cuộc khủng hoảng cúm Vũ Hán để tiếp tục có những hành vi khiêu khích. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng áp lực quân sự và ép buộc các nước láng giềng tại Biển Đông, thậm chí đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc và chúng tôi hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm. Và Hải quân Mỹ vào ngày 21 tháng 4 đã xác nhận đã điều 2 tàu chiến ra Biển Đông, trong khi nguồn tin của hãng truyền thông Reuters nói các tàu này hoạt động gần khu vực được cho là diễn ra sự đối đầu giữa Trung Quốc và Malaysia. Theo giới quan sát, đây được xem là thông điệp cảnh báo gửi đến Bắc Kinh. Bà Nikolai, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, vào ngày 21 tháng 4 cho biết tàu chiến tấn công đổ bộ USS American và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được triển khai ở Biển Đông. Và thông qua sự hiện diện liên tục ở Biển Đông, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và nguyên tắc quốc tế, vốn là nền tảng an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ ủng hộ các nỗ lực của đồng minh và đối tác trong việc quyết định lợi ích kinh tế của riêng mình. Bà Speckman đã viết trong một tuyên bố bằng email gửi cho hãng thông tấn Reuters như vậy. Và Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 được tôn trọng. Và các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế UNCLOS 1982 thể hiện cam kết phát triển quanh hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, chuẩn đô đốc Fritz, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh của tàu USS America nói với hãng Reuters rằng lực lượng của ông đã liên lạc với Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông trong tuần này. Ông Casser đã nói tiếp như sau, mọi tương tác của chúng tôi tiếp tục được thực hiện an toàn và chuyên nghiệp với Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu đổ bộ và tấn công USS America của Hải quân Mỹ khi nó đang hiện diện tại Biển Đông. Ông Casser đã nói chính xác vị trí tàu Mỹ đang hoạt động, nhưng các nguồn tin an ninh cho rằng tàu Mỹ đang gần ở khu vực Hải Dương và Địa chất 8 của Trung Quốc và giàn khoan West Capella của Petronas do công ty dầu khí Malaysia Petronas vận hành. Hồi tuần trước, tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đã bị phát hiện tiến hành khảo sát gần khu vực tàu thăm dò của Petronas đang hoạt động. Đây là đợt khảo sát giống như những gì Trung Quốc đã làm ở vùng biển của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào hồi năm 2019. Và dù các bên cho đến nay vẫn chưa xác nhận đối đầu nêu trên, đã xuất hiện những phản ứng từ Mỹ. Trước tuyên bố xác nhận điều 2 tàu chiến ra Biển Đông của bà Nikolai, vào ngày 18 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố bày tỏ quan ngại về thông tin xung quanh hành động khiêu khích của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động dầu khí ngoài khơi ở Biển Đông. Và Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt, đồng thời tránh dấn vào các loại hoạt động khiêu khích và gây bất ổn này, Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong email trả lời câu hỏi của hãng Reuters về việc tàu Hải Dương Địa chất 8 hiện diện ở gần giàn khoan của Malaysia. Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Satoru, chuyên gia Viện Nghiên cứu Houston của Mỹ, cho rằng tính đến nay Trung Quốc vẫn kiềm chế khiêu khích ở mức độ thấp trong khu vực và khi đó nó không đủ mức để đe dọa và dẫn đến sự can thiệp của Mỹ. Nhưng việc tàu Trung Quốc quấy phá hoạt động khai thác dầu khí của các nước khác coi như chạm vào lằn ranh đỏ đối với cam kết Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Và chính vì vậy, thông tin về sự đối đầu giữa Trung Quốc và Malaysia vừa qua có thể là xuất phát điểm cho các hoạt động của Hải quân Mỹ ở Biển Đông trong thời gian tới. Đây là hình ảnh tàu khoan dầu West Capella của Tập đoàn Dầu khí Petronas Malaysia. Cúm Vũ Hán ảnh hưởng nặng nề. Không thời điểm nào tốt hơn lúc này để Bắc Kinh bắn đi tín hiệu coi thường phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài và tạo ra một tình huống không thể đảo ngược nếu họ không bị thách thức. Tiến sĩ Jasa, giáo sư tại trường luật Canberra, Đại học Canberra tại Úc đã nhận định với báo Tuổi Trẻ. Và cho đến nay, Trung Quốc lẫn Malaysia đều không xác nhận cuộc đối đầu tại khu vực có tàu khoan West Capella. Trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng cái gọi là đối đầu trên biển mà các anh đề cập không hề diễn ra. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia là Subri Matson khẳng định sự hiện diện của Hải Dương Địa chất 8, nhưng theo trích dẫn của Nhật báo tiếng Malaysia, vị này nói như sau: "Chúng tôi không biết mục đích của nó là gì, nhưng lúc này nó không thực hiện bất kỳ hành động nào trái pháp luật." Theo tiến sĩ Abuza, giáo sư Học viện Nghiên cứu Chiến tranh Quốc gia Mỹ, Trung Quốc đã luôn giận dữ khi Việt Nam và Malaysia trình một yêu sách chung về thềm lục địa lên Liên Hợp Quốc từ năm 2009. Sau đó, Malaysia cũng lặng lẽ trình một yêu sách thềm lục địa khác vào năm ngoái. Malaysia sẽ không bao giờ khiêu khích hay đưa ra quan điểm công khai trước Trung Quốc. Hành động của họ luôn là đệ trình hồ sơ pháp lý thầm lặng để thách thức những yêu sách quá mức của Trung Quốc. Con tàu Hải Dương Địa chất 8 có thể đi qua khu vực Brunei tuyên bố chủ quyền, nhưng Trung Quốc biết cả Brunei và Malaysia sẽ không công khai về điều đó. Tiến sĩ Abuza đã nói với báo Tuổi Trẻ của Việt Nam như vậy. Và trong khi đó, nhận xét về động cơ của Trung Quốc có hàng loạt hành động gây bất ổn ở Biển Đông giữa mùa dịch cúm Vũ Hán. Tiến sĩ Gia Cha, giáo sư tại trường luật Canberra, Đại học Canberra, Úc, phân tích rằng Bắc Kinh đang muốn kiểm tra cách Việt Nam và ASEAN phản ứng như thế nào với các hành động của họ. Đây là hình ảnh cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN 2020 tại Nha Trang vào ngày 16 tháng 1 năm 2020. Là một chuyên gia về luật và từng phục vụ quân đội, tiến sĩ Buckman đã nghiên cứu về tham vọng lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc, trong đó lấy chiến thuật vùng xám và vùng chiến tranh pháp luật làm bàn đạp mà những gì Bắc Kinh làm ở Biển Đông là minh chứng. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ về động cơ của Trung Quốc trong việc đặt tên các khu quản lý hành chính ở Trường Sa và Hoàng Sa mới đây, ông Berlin đã nói như sau: "Sau khi thua trong vụ kiện ở Philippines, một trong những khía cạnh liên quan tới mưu đồ biến đảo nhân tạo thành đảo của Trung Quốc, việc công bố chính quyền quản lý Trường Sa và Hoàng Sa là cách để họ kiểm tra lại luật lệ quốc tế, sự công nhận của các nước và quyết tâm của các nước láng giềng liên quan ở Biển Đông, cũng như sự ủng hộ quốc tế dành cho các nước láng giềng này. Và ASEAN cần đồng lòng đối phó với tham vọng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông." Trong một bài viết trên Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, chuyên gia Biển Đông người Philippines Richard từng cho rằng vấn đề hiện tại không phải là sự phản đối, mà là thiếu những phản ứng mạch lạc và có tính phối hợp từ các nước ASEAN đối với mưu đồ của Trung Quốc. Theo ông Andreas, thực tế nếu tất cả các nước đồng lòng phản đối, Trung Quốc vẫn phải điều chỉnh. Ông viết như sau: "Lịch sử cho thấy Bắc Kinh phản ứng với sức ép lui lại trước một phản ứng nhất trí của những nước láng giềng then chốt và các cường quốc toàn cầu. Những ví dụ gần đây bao gồm điều chỉnh sáng kiến vành đai và con đường giữa những chỉ trích về ngoại giao bẫy nợ, việc Bắc Kinh quyết định từ bỏ quyền phủ quyết trong ngân hàng, đầu tư hạ tầng châu Á cũng như vậy. Và lần này lợi dụng các nước, và trong đó có Việt Nam, đang bận rộn vào phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán để cứu người dân và doanh nghiệp của mình, thì Trung Quốc đã ra tay tiếp tục hăm dọa, âm mưu thôn tính lãnh thổ để độc chiếm Biển Đông." Và Đảng Cộng sản của Việt Nam ở Hà Nội mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua hành động này đã thấy rõ ý đồ đen tối của người đồng chí của chính ông, và cần có thái độ dứt khoát hơn nữa với người láng giềng ở phương Bắc thay vì thái độ im lặng như hiện nay. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020 với bản tin Mỹ chỉ trích Trung Quốc tại hội nghị ASEAN, Nguyễn Phú Trọng im lặng. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de